bài ba. Mình biết chuẩn bị nguyên liệu như thế nào, mình biết đầu tiên khách vô mình phải đun nước chanh chàng như thế nào, rồi mình ra mình order, rồi mình vô mình kêu như thế nào theo cái thứ tự. Đó là ngày đầu tiên. Còn ngày đầu tiên mà mình làm được như thế này, mình không đánh giá gì chất lượng thức uống được. Tại vì hôm nay là cái ngày đầu tiên trong cuộc đời của mình mới vận hành làm một cái ly nước mát này. Thấy không? Thì ít nhiều cũng phải có sơ thức này. Cho nên nó cực kỳ học ở trên đây một buổi thì mấy bạn làm ở dưới học một tháng luôn. Tại vì á, em thấy hôm nay không cái quầy một chút xíu em phải vô sắp lại. Cô phải kiểm nha. Một mình lên mình sắp là mình phải coi nè ly nè. Ngày mới á là chạy tốt cho cô hay chậm. Để ly lên nè, làm cái lợi ly nào thì trong cái quán mình phải chỉnh bị sẽ đồng bộ. Công thức là công thức ở một cái ly nào 400 ml đến 450 ml. Bạn lấy cái ly có 350 ml nè, cho nên là thêm lúc hồi nãy làm đó. Rồi giờ em chỉ lại cái ly nào cho cô coi. Đúng rồi. Cho nên đó khi nãy bạn vừa vận dụng công thức từ 380 cho đến 420, 450, thì điều khi bạn lấy cái ly trong đó nó có lọt vô một cái ly dung tích rất là thấp, mà bạn sử dụng y nguyên công thức đó là cô thấy là lúc bình nó ra là nó sẽ bị dư lại trong bình. Thì dư lại trong bình đá thì nó nhiều thì nó sẽ không đảm bảo được cái